Vâng, em Tùng Nguyên hôm nay xin chào tất cả các bác nhá. Bây giờ là 9 giờ 15 buổi sáng. Tùng Nguyên đang test gấp đôi bát này và đôi phân tần vào một cục đẩy để gửi sen bến xe. Đôi bát và đôi phân tần em sẽ gửi lên chợ cá ở chợ Tam Trinh, Hà Nội. Còn cục đẩy này em sẽ gửi trên bến xe Giáp Bát về tỉnh Nam Định về chơi sự kiện. Đây là bát 40 neo chuyên sự kiện và dòng leo của nó là leo bi. Đấy, hàng đập nguyên hộp của nhà máy Silly. Và các bác cùng xem cục đẩy là 1200W trên một kênh. Cho các bác đi làm sự kiện, các bác đánh loa hỏa tiễn hoặc là loa array đôi với cái cục đẩy này thì quá là hợp lý luôn. Nếu mà mình đánh như thế. Còn các bác đánh súp có thể đánh côn 100, côn 110 đánh bằng cái cục đẩy 12004 này. Còn đây là bát này. Bên em rất nhiều các cái dòng loa bát rời và khách hàng đang muốn lấy ngay để về nắp. Đít bát là 7 màu và dòng này neo bi côn dây nhôm dẹt xương chân nhện này. Đây cái này của nó là Siri nhá. Bích 7 màu và leo này neo bi côn dây nhôm dẹt, các bác nhìn qua cái khe này, côn vàng hoe bên trong đó, côn đấy là côn dây nhôm nhá. Sáng lắm, con này tiếng rất là sáng luôn. Và gân của nó là 3 gân. Đấy, màng màu tím. Màng màu tím các bác nhé. Con này sử dụng cho các dòng array hoặc là hỏa tiễn hoặc là các cái dòng chuyên về dòng sự kiện để lấy lời ca và vận chuyển nhẹ. Còn đây là đôi phân tần, em cũng hàn dây cho bác ý rồi. Thì đường hy đây là đường check này. Đường hy là đường check, đường lâu là đường bát, đường in là đường vàng. Đấy. Chở của nó chở nhôm nhá. Chở nhôm. Và đây. Bên em đang test đây. Đấy, sẽ test từng kênh một. Con này là NA12004. Có công tắc nguồn này, ở giữa này. Đấy, kiểm tra từng kênh một sống, kênh nào bắt đầu mới bắt đầu vận chuyển nhá. Có 4 cột đèn nháy này, 1200W trên một kênh. Đang test chiếc loa đằng sau các bác nhé. Đấy, con này là 1200. Test cục đẩy này về Nam Định. Nó có 4 cái quạt để hút ra và thổi. Hai quạt hút vào, hai quạt thổi ra nhá. 4 quạt, mỗi quạt hai bên này thì nó có một cái dãy sò ở đây này. Đấy, dãy sò hai bên này này, thế nên là nó phải dùng hai quạt hút vào và hai quạt thổi ra. Thì đây. Các bác đây xem đây, con này quạt gió đây. Và 1 2 3 4 4 cổng linh ra là đường nhạc ra này. Em đang test sống từng kênh, em test trực tiếp nhé, không có qua thiết bị gì cả vì là mình kiểm tra xem kênh số sống bắt đầu mình vận chuyển mà. Cổng in của nó là cổng đường nhạc vào này và có hai cái cổng linh ra này này, có ba cái chân này là đường linh ra nhé. Mình nai xuống các cái cục đẩy khác và hỗ trợ 4 chân AV. Cái quạt gió nó chạy này, quạt nó thổi ra này, nó hút hết các cái khí nóng ở trong đẩy để nó làm mát cái cục đẩy này. Thì anh em có nhu cầu đến sản phẩm đẩy của PS Audio và bát 40 thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng. Em sẽ gửi xe hoặc là gửi bưu điện cho tất cả các bác. Các bác nào cần gấp lắm thì em sẽ gửi xe cho tất cả các bác để các bác nhận ngay. Và bây giờ là 9 giờ 20 rồi. Em Tùng Nguyễn xin dừng video vào để đóng gói vào để gửi xe cho tất cả các bác nhá.